20 câu kệ của Thiền Sư Ni Đức Thảo. Kế tiếp, con cảm ơn Thầy đã dùng phương tiện dạy đây môn thiền. Tự nhiên hết đạo hết điên, cảm ơn Thầy dạy môn thiền tuyệt hay. Lần nữa cảm ơn Đức Thầy, môn thiền thanh tịnh tại đây lưu truyền. Còn nói cho người hữu duyên, pháp môn thiền học của Thầy truyền con. Con xin giữ trọn môn thiền, giúp cho thiên hạ được yên trong lòng. Từ đây con hết chờ mong, mà tâm thanh tịnh ở trong lòng này. Lần nữa cảm ơn Đức Thầy đã giúp con được tuyệt đây môn thiền. Con nay hết đạo hết điên, cũng nhờ Đức Phật truyền thiền chúng con. Lần nữa nhất quyết lòng son, những ai muốn ngộ con liền chỉ cho. Kính xin Đức Phật đừng lo, con nguyện đền đáp công to của Ngài. Như Lai dạy Phật tánh. Phật tánh không nay không xưa, Phật tánh không thêm không bớt không thừa. Người thấy sanh tử dây dưa, hai thứ không chạm chỗ xưa niết bàn. Và xác nhận ngộ thiền. Đầu tiên Như Lai thuyết đạo màu, các ông triệt ngộ chỗ thâm sâu. Như Lai mừng các ông thấu hiểu, Ngọc Châu như ý chẳng tìm đâu. Dạy vượt hải triều dương về Phật giới. Ầm ầm vọng thức dậy, cuồn cuộn vọng tánh dân, tạo thành bờ ngăn cách giữa sanh tử vô sanh. Biết là bờ hư vọng, vượt qua rất dễ dàng. Thoát ngoài vòng sanh tử, vào được bể vô sanh. Không biết khởi vọng nhận, nhân quả luân hồi đến, kéo vào lục đạo ngay, âm dương cuốn hút lấy. Không trở lại cội nguồn, ma vương quản lý chặt. Phải làm kiếp tôi đoài, muôn đời làm tôi tớ. Cho bọn quỷ bọn ma, việc trở về nguồn cội chắc chắn không về được, dù có vạn đức Phật. Đến với thế giới này cũng chưa chắc cứu được. Ai đó nói cứu giùm là kẻ đại lường gạt. Phải tự mình đứng lên, vượt qua bờ sanh tử. Nếu không vượt qua được, vĩnh kiếp mãi trầm luân. Và 20 câu kệ của Thiền Sư Ni Đức Thảo. Kế tiếp, con cảm ơn Thầy đã dùng phương tiện dạy đây môn thiền. Tự nhiên hết đạo hết điên, cảm ơn Thầy dạy môn thiền tuyệt hay. Lần nữa cảm ơn Đức Thầy, môn thiền thanh tịnh tại đây lưu truyền. Còn nói cho người hữu duyên, pháp môn thiền học của Thầy truyền con. Con xin giữ trọn môn thiền, giúp cho thiên hạ được yên trong lòng. Từ đây con hết chờ mong, mà tâm thanh tịnh ở trong lòng này. Lần nữa cảm ơn Đức Thầy đã giúp con được tuyệt đây môn thiền. Con nay hết đạo hết điên, cũng nhờ Đức Phật truyền thiền chúng con. Lần nữa nhất quyết lòng son, những ai muốn ngộ con liền chỉ cho. Kính xin Đức Phật đừng lo, con nguyện đền đáp công to của Ngài. Như Lai dạy Phật tánh. Phật tánh không nay không xưa, Phật tánh không thêm không bớt không thừa. Người thấy sanh tử dây dưa, hai thứ không chạm chỗ xưa niết bàn. Và xác nhận ngộ thiền. Đầu tiên Như Lai thuyết đạo màu, các ông triệt ngộ chỗ thâm sâu. Như Lai mừng các ông thấu hiểu, Ngọc Châu như ý chẳng tìm đâu.
dạy vượt hải triều dương về Phật giới. Ầm ầm vọng thức dậy, cuồn cuộn vọng tánh dân, tạo thành bờ ngăn cách giữa sanh tử vô sanh. Biết là bờ hư vọng, vượt qua rất dễ dàng, thoát ngoài vòng sanh tử, vào được bể vô sanh. Không biết khởi vọng nhận, nhân quả luân hồi đến, kéo vào lục đạo ngay, âm dương cuốn hút lấy. Không trở lại cội nguồn, ma vương quản lý chặt, phải làm kiếp tôi đoài, muôn đời làm tôi tớ. Cho bọn quỷ bọn ma, việc trở về nguồn cội chắc chắn không về được, dù có vạn đức Phật. Đến với thế giới này cũng chưa chắc cứu được. Ai đó nói cứu giùm là kẻ đại lường gạt. Phải tự mình đứng lên, vượt qua bờ sanh tử. Nếu không vượt qua được, vĩnh kiếp mãi trầm luân. Và 20 câu kệ của Thiền Sư Ni Đức Thảo. Kế tiếp, con cảm ơn Thầy đã dùng phương tiện dạy đây môn thiền. Tự nhiên hết đạo hết điên, cảm ơn Thầy dạy môn thiền tuyệt hay. Lần nữa cảm ơn Đức Thầy, môn thiền thanh tịnh tại đây lưu truyền. Còn nói cho người hữu duyên, pháp môn thiền học của Thầy truyền con. Con xin giữ trọn môn thiền, giúp cho thiên hạ được yên trong lòng. Từ đây con hết chờ mong, mà tâm thanh tịnh ở trong lòng này. Lần nữa cảm ơn Đức Thầy đã giúp con được tuyệt đây môn thiền. Con nay hết đạo hết điên, cũng nhờ Đức Phật truyền thiền chúng con. Lần nữa nhất quyết lòng son, những ai muốn ngộ con liền chỉ cho. Kính xin Đức Phật đừng lo, con nguyện đền đáp công to của Ngài. Như Lai dạy Phật tánh. Phật tánh không nay không xưa, Phật tánh không thêm không bớt không thừa. Người thấy sanh tử dây dưa, hai thứ không chạm chỗ xưa niết bàn. Và xác nhận ngộ thiền. Đầu tiên Như Lai thuyết đạo màu, các ông triệt ngộ chỗ thâm sâu. Như Lai mừng các ông thấu hiểu, Ngọc Châu như ý chẳng tìm đâu. Dạy vượt hải triều dương về Phật giới. Ầm ầm vọng thức dậy, cuồn cuộn vọng tánh dân, tạo thành bờ ngăn cách giữa sanh tử vô sanh. Biết là bờ hư vọng, vượt qua rất dễ dàng, thoát ngoài vòng sanh tử, vào được bể vô sanh. Không biết khởi vọng nhận, nhân quả luân hồi đến, kéo vào lục đạo ngay, âm dương cuốn hút lấy. Không trở lại cội nguồn, ma vương quản lý chặt, phải làm kiếp tôi đoài, muôn đời làm tôi tớ. Cho bọn quỷ bọn ma, việc trở về nguồn cội chắc chắn không về được, dù có vạn đức Phật. Đến với thế giới này cũng chưa chắc cứu được. Ai đó nói cứu giùm là kẻ đại lường gạt. Phải tự mình đứng lên, vượt qua bờ sanh tử. Nếu không vượt qua được, vĩnh kiếp mãi trầm luân. Và 20 câu kệ của Thiền Sư Ni Đức Thảo. Kế tiếp, con cảm ơn Thầy đã dùng phương tiện dạy đây môn thiền. Tự nhiên hết đạo hết điên, cảm ơn Thầy dạy môn thiền tuyệt hay. Lần nữa cảm ơn Đức Thầy, môn thiền thanh tịnh tại đây lưu truyền. Còn nói cho người hữu duyên, pháp môn thiền học của Thầy truyền con. Con xin giữ trọn môn thiền,
giúp cho thiên hạ được yên trong lòng. Từ đây con hết chờ mong mà tâm thanh tịnh ở trong lòng này. Lần nữa cảm ơn Đức Thầy đã giúp con được tuyệt đây muôn thiền. Con nay hết đạo hết điên, cũng nhờ Đức Phật truyền thiền chúng con. Lần nữa nhất quyết lòng son, những ai muốn ngộ con liền chỉ cho. Kính xin Đức Phật đừng lo, con nguyện đền đáp công to của Ngài. Như Lai dạy Phật tánh. Phật tánh không nay không xưa, Phật tánh không thêm không bớt không thừa. Người thấy sanh tử dây dưa, hai thứ không chạm chỗ xưa niết bàn. Và xác nhận ngộ thiền. Đầu tiên Như Lai thuyết đạo màu, các ông triệt ngộ chỗ thâm sâu. Như Lai mừng các ông thấu hiểu, Ngọc Châu như ý chẳng tìm đâu. Dạy vượt hải triều dương về Phật giới. Ầm ầm vọng thức dậy, cuồn cuộn vọng tánh dân, tạo thành bờ ngăn cách giữa sanh tử vô sanh. Biết là bờ hư vọng, vượt qua rất dễ dàng. Thoát ngoài vòng sanh tử, vào được bể vô sanh. Không biết khởi vọng nhận, nhân quả luân hồi đến, kéo vào lục đạo ngay, âm dương cuốn hút lấy. Không trở lại cội nguồn, ma vương quản lý chặt. Phải làm kiếp tôi đoài, muôn đời làm tôi tớ. Cho bọn quỷ bọn ma, việc trở về nguồn cội chắc chắn không về được, dù có vạn Đức Phật. Đến với thế giới này cũng chưa chắc cứu được. Ai đó nói cứu giùm là kẻ đại lường gạt. Phải tự mình đứng lên, vượt qua bờ sanh tử. Nếu không vượt qua được, vĩnh kiếp mãi trầm luân. Và 20 câu kệ của Thiền Sư Ni Đức Thảo. Kế tiếp, con cảm ơn Thầy đã dùng phương tiện dạy đây môn thiền. Tự nhiên hết đạo hết điên, cảm ơn Thầy dạy môn thiền tuyệt hay. Lần nữa cảm ơn Đức Thầy, môn thiền thanh tịnh tại đây lưu truyền. Còn nói cho người hữu duyên, pháp môn thiền học của Thầy truyền con. Con xin giữ trọn môn thiền, giúp cho thiên hạ được yên trong lòng. Từ đây con hết chờ mong mà tâm thanh tịnh ở trong lòng này. Lần nữa cảm ơn Đức Thầy đã giúp con được tuyệt đây muôn thiền. Con nay hết đạo hết điên, cũng nhờ Đức Phật truyền thiền chúng con. Lần nữa nhất quyết lòng son, những ai muốn ngộ con liền chỉ cho. Kính xin Đức Phật đừng lo, con nguyện đền đáp công to của Ngài. Như Lai dạy Phật tánh. Phật tánh không nay không xưa, Phật tánh không thêm không bớt không thừa. Người thấy sanh tử dây dưa, hai thứ không chạm chỗ xưa niết bàn. Và xác nhận ngộ thiền. Đầu tiên Như Lai thuyết đạo màu, các ông triệt ngộ chỗ thâm sâu. Như Lai mừng các ông thấu hiểu, Ngọc Châu như ý chẳng tìm đâu. Dạy vượt hải triều dương về Phật giới. Ầm ầm vọng thức dậy, cuồn cuộn vọng tánh dân, tạo thành bờ ngăn cách giữa sanh tử vô sanh. Biết là bờ hư vọng, vượt qua rất dễ dàng. Thoát ngoài vòng sanh tử, vào được bể vô sanh. Không biết khởi vọng nhận, nhân quả luân hồi đến, kéo vào lục đạo ngay, âm dương cuốn hút lấy.
không trở lại cội nguồn, ma vương quản lý chặt, phải làm kiếp tôi đoài, muôn đời làm tôi tớ. Cho bọn quỷ bọn ma, việc trở về nguồn cội chắc chắn không về được, dù có vạn đức Phật. Đến với thế giới này cũng chưa chắc cứu được. Ai đó nói cứu giùm là kẻ đại lường gạt. Phải tự mình đứng lên, vượt qua bờ sanh tử. Nếu không vượt qua được, vĩnh kiếp mãi trầm luân. Và 20 câu kệ của Thiền Sư Ni Đức Thảo. Kế tiếp, con cảm ơn Thầy đã dùng phương tiện dạy đây môn thiền. Tự nhiên hết đạo hết điên, cảm ơn Thầy dạy môn thiền tuyệt hay. Lần nữa cảm ơn Đức Thầy, môn thiền thanh tịnh tại đây lưu truyền. Còn nói cho người hữu duyên, pháp môn thiền học của Thầy truyền con. Con xin giữ trọn môn thiền, giúp cho thiên hạ được yên trong lòng. Từ đây con hết chờ mong, mà tâm thanh tịnh ở trong lòng này. Lần nữa cảm ơn Đức Thầy đã giúp con được tuyệt đây môn thiền. Con nay hết đạo hết điên, cũng nhờ Đức Phật truyền thiền chúng con. Lần nữa nhất quyết lòng son, những ai muốn ngộ con liền chỉ cho. Kính xin Đức Phật đừng lo, con nguyện đền đáp công to của Ngài. Như Lai dạy Phật tánh. Phật tánh không nay không xưa, Phật tánh không thêm không bớt không thừa. Người thấy sanh tử dây dưa, hai thứ không chạm chỗ xưa niết bàn. Và xác nhận ngộ thiền. Đầu tiên Như Lai thuyết đạo màu, các ông triệt ngộ chỗ thâm sâu. Như Lai mừng các ông thấu hiểu, Ngọc Châu như ý chẳng tìm đâu. Dạy vượt hải triều dương về Phật giới. Ầm ầm vọng thức dậy, cuồn cuộn vọng tánh dân, tạo thành bờ ngăn cách giữa sanh tử vô sanh. Biết là bờ hư vọng, vượt qua rất dễ dàng. Thoát ngoài vòng sanh tử, vào được bể vô sanh. Không biết khởi vọng nhận, nhân quả luân hồi đến, kéo vào lục đạo ngay, âm dương cuốn hút lấy. Không trở lại cội nguồn, ma vương quản lý chặt, phải làm kiếp tôi đoài, muôn đời làm tôi tớ. Cho bọn quỷ bọn ma, việc trở về nguồn cội chắc chắn không về được, dù có vạn đức Phật. Đến với thế giới này cũng chưa chắc cứu được. Ai đó nói cứu giùm là kẻ đại lường gạt. Phải tự mình đứng lên, vượt qua bờ sanh tử. Nếu không vượt qua được, vĩnh kiếp mãi trầm luân. Và 20 câu kệ của Thiền Sư Ni Đức Thảo. Kế tiếp, con cảm ơn Thầy đã dùng phương tiện dạy đây môn thiền. Tự nhiên hết đạo hết điên, cảm ơn Thầy dạy môn thiền tuyệt hay. Lần nữa cảm ơn Đức Thầy, môn thiền thanh tịnh tại đây lưu truyền. Còn nói cho người hữu duyên, pháp môn thiền học của Thầy truyền con. Con xin giữ trọn môn thiền, giúp cho thiên hạ được yên trong lòng. Từ đây con hết chờ mong, mà tâm thanh tịnh ở trong lòng này. Lần nữa cảm ơn Đức Thầy đã giúp con được tuyệt đây môn thiền. Con nay hết đạo hết điên, cũng nhờ Đức Phật truyền thiền chúng con. Lần nữa nhất quyết lòng son, những ai muốn ngộ con liền chỉ cho. Kính xin Đức Phật đừng lo, con nguyện đền đáp công to của Ngài.
Như Lai dạy Phật tánh: Phật tánh không nay không xưa, Phật tánh không thêm không bớt không thừa. Người thấy sanh tử dây dưa, hai thứ không chạm chỗ xưa niết bàn. Và xác nhận ngộ thiền. Đầu tiên Như Lai thuyết đạo màu, các ông triệt ngộ chỗ thâm sâu. Như Lai mừng các ông thấu hiểu, Ngọc Châu như ý chẳng tìm đâu. Dạy vượt hải triều dương về Phật giới. Ầm ầm vọng thức dậy, cuồn cuộn vọng tánh dân, tạo thành bờ ngăn cách giữa sanh tử vô sanh. Biết là bờ hư vọng, vượt qua rất dễ dàng. Thoát ngoài vòng sanh tử, vào được bể vô sanh. Không biết khởi vọng nhận, nhân quả luân hồi đến, kéo vào lục đạo ngay, âm dương cuốn hút lấy. Không trở lại cội nguồn, ma vương quản lý chặt. Phải làm kiếp tôi đoài, muôn đời làm tôi tớ. Cho bọn quỷ bọn ma, việc trở về nguồn cội chắc chắn không về được, dù có vạn đức Phật. Đến với thế giới này cũng chưa chắc cứu được. Ai đó nói cứu giùm là kẻ đại lường gạt. Phải tự mình đứng lên, vượt qua bờ sanh tử. Nếu không vượt qua được, vĩnh kiếp mãi trầm luân. Và 20 câu kệ của Thiền Sư Ni Đức Thảo. Kế tiếp, con cảm ơn Thầy đã dùng phương tiện dạy đây môn thiền. Tự nhiên hết đạo hết điên, cảm ơn Thầy dạy môn thiền tuyệt hay. Lần nữa cảm ơn Đức Thầy, môn thiền thanh tịnh tại đây lưu truyền. Còn nói cho người hữu duyên, pháp môn thiền học của Thầy truyền con. Con xin giữ trọn môn thiền, giúp cho thiên hạ được yên trong lòng. Từ đây con hết chờ mong, mà tâm thanh tịnh ở trong lòng này. Lần nữa cảm ơn Đức Thầy đã giúp con được tuyệt đây môn thiền. Con nay hết đạo hết điên, cũng nhờ Đức Phật truyền thiền chúng con. Lần nữa nhất quyết lòng son, những ai muốn ngộ con liền chỉ cho. Kính xin Đức Phật đừng lo, con nguyện đền đáp công to của Ngài. Như Lai dạy Phật tánh: Phật tánh không nay không xưa, Phật tánh không thêm không bớt không thừa. Người thấy sanh tử dây dưa, hai thứ không chạm chỗ xưa niết bàn. Và xác nhận ngộ thiền. Đầu tiên Như Lai thuyết đạo màu, các ông triệt ngộ chỗ thâm sâu. Như Lai mừng các ông thấu hiểu, Ngọc Châu như ý chẳng tìm đâu. Dạy vượt hải triều dương về Phật giới. Ầm ầm vọng thức dậy, cuồn cuộn vọng tánh dân, tạo thành bờ ngăn cách giữa sanh tử vô sanh. Biết là bờ hư vọng, vượt qua rất dễ dàng. Thoát ngoài vòng sanh tử, vào được bể vô sanh. Không biết khởi vọng nhận, nhân quả luân hồi đến, kéo vào lục đạo ngay, âm dương cuốn hút lấy. Không trở lại cội nguồn, ma vương quản lý chặt. Phải làm kiếp tôi đoài, muôn đời làm tôi tớ. Cho bọn quỷ bọn ma, việc trở về nguồn cội chắc chắn không về được, dù có vạn đức Phật. Đến với thế giới này cũng chưa chắc cứu được. Ai đó nói cứu giùm là kẻ đại lường gạt. Phải tự mình đứng lên, vượt qua bờ sanh tử. Nếu không vượt qua được, vĩnh kiếp mãi trường.
Trầm Luân và 20 câu kệ của Thiền Sư Ni Đức Thảo. Kế tiếp, con cảm ơn Thầy đã dùng phương tiện dạy đây môn thiền. Tự nhiên hết đạo hết điên, cảm ơn Thầy dạy môn thiền tuyệt hay. Lần nữa cảm ơn Đức Thầy, môn thiền thanh tịnh tại đây lưu truyền. Còn nói cho người hữu duyên, pháp môn thiền học của Thầy truyền con. Con xin giữ trọn môn thiền, giúp cho thiên hạ được yên trong lòng. Từ đây con hết chờ mong, mà tâm thanh tịnh ở trong lòng này. Lần nữa cảm ơn Đức Thầy đã giúp con được tuyệt đây môn thiền. Con nay hết đạo hết điên, cũng nhờ Đức Phật truyền thiền chúng con. Lần nữa nhất quyết lòng son, những ai muốn ngộ con liền chỉ cho. Kính xin Đức Phật đừng lo, con nguyện đền đáp công to của Ngài. Như Lai dạy Phật tánh. Phật tánh không nay không xưa, Phật tánh không thêm không bớt không thừa. Người thấy sanh tử dây dưa, hai thứ không chạm chỗ xưa niết bàn. Và xác nhận ngộ thiền. Đầu tiên Như Lai thuyết đạo màu, các ông triệt ngộ chỗ thâm sâu. Như Lai mừng các ông thấu hiểu, Ngọc Châu như ý chẳng tìm đâu. Dạy vượt hải triều dương về Phật giới. Ầm ầm vọng thức dậy, cuồn cuộn vọng tánh dân, tạo thành bờ ngăn cách giữa sanh tử vô sanh. Biết là bờ hư vọng, vượt qua rất dễ dàng. Thoát ngoài vòng sanh tử, vào được bể vô sanh. Không biết khởi vọng nhận, nhân quả luân hồi đến, kéo vào lục đạo ngay, âm dương cuốn hút lấy. Không trở lại cội nguồn, ma vương quản lý chặt. Phải làm kiếp tôi đoài, muôn đời làm tôi tớ. Cho bọn quỷ bọn ma, việc trở về nguồn cội chắc chắn không về được, dù có vạn Đức Phật. Đến với thế giới này cũng chưa chắc cứu được. Ai đó nói cứu giùm là kẻ đại lường gạt. Phải tự mình đứng lên, vượt qua bờ sanh tử. Nếu không vượt qua được, vĩnh kiếp mãi trầm luân. Và 20 câu kệ của Thiền Sư Ni Đức Thảo. Kế tiếp, con cảm ơn Thầy đã dùng phương tiện dạy đây môn thiền. Tự nhiên hết đạo hết điên, cảm ơn Thầy dạy môn thiền tuyệt hay. Lần nữa cảm ơn Đức Thầy, môn thiền thanh tịnh tại đây lưu truyền. Còn nói cho người hữu duyên, pháp môn thiền học của Thầy truyền con. Con xin giữ trọn môn thiền, giúp cho thiên hạ được yên trong lòng. Từ đây con hết chờ mong, mà tâm thanh tịnh ở trong lòng này. Lần nữa cảm ơn Đức Thầy đã giúp con được tuyệt đây môn thiền. Con nay hết đạo hết điên, cũng nhờ Đức Phật truyền thiền chúng con. Lần nữa nhất quyết lòng son, những ai muốn ngộ con liền chỉ cho. Kính xin Đức Phật đừng lo, con nguyện đền đáp công to của Ngài. Như Lai dạy Phật tánh. Phật tánh không nay không xưa, Phật tánh không thêm không bớt không thừa. Người thấy sanh tử dây dưa, hai thứ không chạm chỗ xưa niết bàn. Và xác nhận ngộ thiền. Đầu tiên Như Lai thuyết đạo màu, các ông triệt ngộ chỗ thâm sâu. Như Lai mừng các ông thấu hiểu, Ngọc Châu như ý chẳng tìm đâu.
dạy vượt hải triều dương về Phật giới. Ầm ầm vọng thức dậy, cuồn cuộn vọng tánh dân, tạo thành bờ ngăn cách giữa sanh tử vô sanh. Biết là bờ hư vọng, vượt qua rất dễ dàng, thoát ngoài vòng sanh tử, vào được bể vô sanh. Không biết khởi vọng nhận, nhân quả luân hồi đến, kéo vào lục đạo ngay, âm dương cuốn hút lấy. Không trở lại cội nguồn, ma vương quản lý chặt, phải làm kiếp tôi đoài, muôn đời làm tôi tớ. Cho bọn quỷ bọn ma, việc trở về nguồn cội chắc chắn không về được, dù có vạn đức Phật. Đến với thế giới này cũng chưa chắc cứu được. Ai đó nói cứu giùm là kẻ đại lường gạt. Phải tự mình đứng lên, vượt qua bờ sanh tử. Nếu không vượt qua được, vĩnh kiếp mãi trầm luân.